binh tỉnh Bắc Giang hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với hội viên cựu chiến binh Từ Trần, xét quá trình công tác, hoạt động cách mạng, xây dựng, chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và tham gia hoạt động công tác hội cựu chiến binh của đồng chí Đỗ Đức Mậu, hội viên cựu chiến binh Việt Nam thuộc chi hội thôn Trong, hội cựu chiến binh xã Đông Phú. Quyết định điều 1, phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam nên linh cữu đồng chí Đỗ Đức Mậu, hội viên cựu chiến binh Việt Nam đã từ trần hồi 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2022. Điều 2, hội cựu chiến binh cơ sở xã Đông Phú, ban lễ tang và gia đình đồng chí Đỗ Đức Mậu tổ chức thực hiện quyết định này thay mặt ban chấp hành chủ tịch Nguyễn Hữu Huân đã ký. Sự tiêu binh chú ý, phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam nên linh cữu đồng chí Đỗ Đức Mậu. Bắt đầu. Đạo đảng, chính quyền địa phương, kính thưa toàn thể nhân dân cùng gia đình tăng chủ. Hôm nay trong niềm thương thương vô hạn của cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh xã Đông Phú, họ hàng nội ngoại, thân bằng cố hữu và toàn thể nhân dân vô cùng thương tiếc khi nhận được tin đồng chí Đỗ Đức Mậu, hội viên cựu chiến binh Việt Nam hiện sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh thôn Trong, hội cựu chiến binh xã Đông Phú. Sau một thời gian dài nó bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí không qua khỏi và đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần, hưởng thọ 70 tuổi. Kính thưa toàn thể nhân dân, đồng chí Đỗ Đức Mậu sinh năm 1953, hội viên cựu chiến binh Việt Nam xã Đông Phú, quán Hồng Dụ, Minh Giang, tỉnh Hải Dương, nơi ở hiện nay tại thôn Trong, xã Đông Phú, huyện Việt Nam, tỉnh Bắc Giang. Trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, cùng với lớp lớp thanh niên xã nhà, năm 1978, đồng chí đã hăng hái lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1981 được phục nguyên, tức ngũ trở về địa phương, đơn vị công tác thuộc ban quân lực sư đoàn 347 quân khu 1. Trong quân ngũ đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về địa phương, đồng chí Đỗ Đức Mậu luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ. Đồng chí đã tích cực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình và có nhiều đóng góp xây dựng phong trào của địa phương. Qua các thời kỳ, đồng chí đã tham gia và đảm nhiệm các chức vụ phó chủ nhiệm, chủ nhiệm hợp tác xã Rìa, thường vụ hội cựu chiến binh xã Đông Phú, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn Trong. 22 năm công tác xây dựng hội, đồng chí luôn là hội viên mẫu mực, tích cực tham gia hoạt động các phong trào của hội và đã có nhiều đóng góp công sức của mình để xây dựng hội cựu chiến binh xã nhà ngày càng vững mạnh. Năm 2010, đồng chí được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Gia đình đồng chí Đỗ Đức Mậu sinh hạ được 6 người con, 4 trai, 2 gái. Các con được gia đình nuôi dạy khôn lớn trưởng thành. Kế thừa truyền thống của gia đình, người con trai cả đã tham gia nhập ngũ và phục vụ lâu dài trong quân đội. Hiện đang công tác tại Phòng Tham mưu, Sư đoàn 306, Quân đoàn 2. Trong cuộc sống đời thường, đồng chí Đỗ Đức Mậu là một người ngay thẳng, sống chan hòa, tình cảm với mọi người. Với gia đình, đồng chí là người ông, người cha, đáng kính. Người chồng rất là thủy chung. Đối với dân làng, đồng chí là người bạn hiền, trung thủy.
sớm là tối đèn tối nhau. Với toàn thể hội, đồng chí luôn là người hội viên mẫu mực. Kính thưa toàn thể nhân dân, vẫn biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, vòng luân hồi của kiếp trần gian, âm dương thế chỗ trong quyết là tròn. Nhưng khi khó khăn vất vả đã qua, ngày hôm nay con cháu đã khôn lớn trưởng thành, có điều kiện để đền đáp công ơn những điều sinh thành. Khi quê hương ngày càng nổi mới, thì sự ra đi của đồng chí đã để lại cho mỗi người chúng ta sự bùi ngùi xúc động, niềm tiếc thương vô hạn. Đồng chí đã đi xa là một mất mát lớn lao cho gia đình và xã hội. Gia đình mất đi một người ông, người cha đáng kính, người chồng rất mực thủy chung. Thôn xóm mất đi người bạn hiền chung thủy, đoàn thể các hội mất đi một người đồng chí hội viên mẫu mực. Trước giờ phút âm dương cách biệt, để tỏ lòng thương tiếc tới hồn đồng chí Đỗ Đức Mậu, tôi đề nghị toàn thể phòng tang chúng ta đứng dậy để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nơi suối vàng ăn rất ngàn thu, thay mặt ban tổ chức lễ tang xin được gửi tới gia đình tăng chủ lời chia buồn sâu sắc nhất. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và con nối xóm chân bằng phố hữu đã đến viếng thăm và tiễn đưa hương hồn đồng chí Đỗ Đức Mậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn. Gia đình có mời gặp tử. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa các đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các cơ quan, đoàn thể, ban ngành, kính thưa cấp ủy, chi bộ, chính quyền, thôn Dìa Trong, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, các bên, các bậc thông gia, anh em, bạn bè, thân hữu gần xa, cùng toàn thể bà con nhân dân. Bố cháu, sau nhiều lắm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, cũng đã được anh em, con cháu hết lòng phụng dưỡng và chăm sóc, đã được các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, anh em bạn bè, hội ngành đoàn thể thăm hỏi động viên, đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao bệnh trọng, bố cháu đã tạm biệt hồi 8:30 ngày 20 tháng 3, tức ngày 18 tháng 2 âm lịch. Bố cháu bất kỳ là một nỗi đau xót lớn không có gì so sánh được. Hôm nay đây, trong tang trường của gia đình, được đón nhận sự có mặt của toàn thể quý đại biểu, các cụ, các ông, các bà con nhân dân
cơ quan, đoàn thể, họ hàng nội ngoại, các bên, các bậc thông gia, anh em bạn bè, thân thiết, gần xa không quản ngại thời tiết, đường xá, xa xôi, đã đến tổ chức tang lễ, cúng viếng, động viên, chia buồn cùng gia đình chúng cháu. Trước giờ phút đi qua nghìn thú binh biệt, anh em con cháu gia đình xin được thay mặt anh em con cháu gia đình xin phép được quý lạy bày tỏ lòng thương nhớ. Cô ơi, cầu mong cô lấy suối vàng an tâm yên nghỉ. Chúng con xin hứa những lời bố căn dặn và thánh nguyện của bố khi con sống, anh em con cháu sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng cháu phát huy truyền thống của tốt đẹp của gia đình. Kính thưa quý vị và toàn thể bà con nhân dân, được sự giúp đỡ, sự sẻ chia của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình anh em chúng cháu lo hậu sự, vơi đi phần nào đau thương mất mát. Bố cháu cũng yên lòng nơi chín suối. Một lần nữa, thay mặt anh em con cháu trong gia đình, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các quý cụ, quý ông, quý bà, ban lễ tang, các đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, họ hàng, nội ngoại, bạn bè gần xa và toàn thể bà con nhân dân đã đến cúng viếng, chia sẻ giúp đỡ gia đình chúng cháu. Sau khi đưa tiễn bố cháu gian đồng được mồ yên mà đẹp, xin được mời các quý đại biểu, các cụ, các ông, các bà và toàn thể bà con nhân dân, bạn bè thân quyến gần xa quay lại gia đang ăn bữa cơm nhạt và chia sẻ cùng gia đình. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, mong được lượng thứ. Trân trọng cảm ơn. Đã đến giờ thì tôi muốn quên đi tháng với ngày, cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Rừng hoang vu lưng cha đi đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trắng soi, cả cuộc đời và cả một đời đôi chân
em, tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con, một bữa cơm chiều. Soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân cuộc đời và cả một đời đôi chân.